Xin chào các bạn, tôi muốn giới thiệu với các bạn đây là loài kỳ nhông tê giác. Là một loài nguy cấp trong họ thằn lằn, chủ yếu được tìm thấy trên đảo Caribbean của Hispaniola. Có độ dài khác nhau từ 60 đến 136 cm và có màu da thường là màu xám đá chuyển sang xanh lá đậm và thậm chí là màu nâu. Loài kỳ nhông tê giác là loài sống ban ngày chủ yếu ở các mỏm đá nơi có ít thực vật để dễ ngụy trang. Chạy trốn rất nhanh khi bị tấn công và đe dọa. Chúng sẽ giận dữ đáp trả bằng những cú cắn và những đòn tấn công liên tục bằng chiếc đuôi dày của mình nếu bị dồn vào bước đường cùng.